Vâng, xin được chào chuyên gia Nguyễn Sĩ Hiển và cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Có thể nói là thời gian vừa qua thì những người hâm mộ bóng đá hay là công dân Việt Nam nói chung cũng không thể nào không nhắc đến những cái bước chân đầu tiên của các cô gái đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường FIFA Women's World Cup 2023. Vậy thì qua hai cái trận đấu đầu tiên trước đội tuyển Mỹ và đội tuyển Bồ Đào Nha thì ông có đánh giá như thế nào về cái màn trình diễn của các cô gái kim cương của chúng ta ạ? Vâng, có lẽ là bản thân tôi cũng như tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở trong nước cũng như là ở nước ngoài, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã làm nên một cái kỳ tích lịch sử nhất trong cái bóng đá ở Việt Nam. Các em đã phấn đấu trong suốt những năm tháng vừa qua để bước chân vào World Cup. Đấy là một điều tôi cho tức là vô cùng mà sự phấn đấu rất là lớn lao, có mặt trong số các đội ở World Cup đứng để mà chào cờ lá cờ Tổ quốc, tên gọi Việt Nam đi vào tất cả những người hâm mộ năm châu bốn biển. Đấy là cái điều kỳ tích mà tôi cho có thể nói là không phải là lúc nào ở nước nào cũng làm được như thế. Chúng ta được vinh dự lắm, tự hào rất nhiều. Và thời gian qua thì có thể nói tức là ở trong nước, ở nước ngoài đều tôn vinh cái tình cảm của đội bóng đá nữ Việt Nam. Thế còn sự thực nói tức là về mặt chuyên môn, hai trận đấu vừa qua thì nổi lên một cái điều mà tất cả mọi người được trực tiếp hay theo dõi trên TV đều thấy, tức là sự quả cảm của các vận động viên nữ chúng ta, một tinh thần thi đấu bất khuất, kiên kiên cường trước các đối thủ rất mạnh. Không phải dễ mà chúng ta gặp được các cái đội ví dụ như Mỹ, ví dụ như Bồ Đào Nha, ví dụ như Hà Lan. Thế thì tất cả những cái điều đó nói lên là các vận động viên của chúng ta đã làm được những cái điều mà về mặt tinh thần không ai chê trách. Đặc biệt là cái trận đầu tiên khi chúng ta thua Mỹ 3-0, đội đương kim vô địch World Cup, 4 5 lần vô địch World Cup mà chúng ta đá được như vậy trong một cái điều kiện các vận động viên của chúng ta thấp, nhỏ, bé, thua toàn bộ, thế nhưng tinh thần Việt Nam lại được tôn vinh. Đây là cái điều mà tự hào nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về trận đấu đầu tiên trước đội tuyển Mỹ. Có thể nói là chúng ta thua đội tuyển Mỹ về mặt tỷ số, nhưng tạm thời bỏ qua những con số đi. Chúng ta đã có được một màn trình diễn được nói là khá thành công khi mà có được những pha cản phá trước một đội tuyển số 1 thế giới. Vậy thì theo ông đánh giá, đây là một sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá nữ Việt Nam hay là đội tuyển nữ Mỹ đã đá hơi dưới sức? Có lẽ như thế này, trong bóng đá khi gặp các cái đối tượng giữa đội mạnh và đội yếu, giữa sự so sánh đội nọ đội kia, trước khi Thái Lan cũng đã vào World Cup và Thái Lan cũng đã từng thua Mỹ 13-0, và chúng ta xem tức là đấu pháp của mỗi đội trong mỗi thời kỳ, mỗi thời gian nó hoàn toàn tức là khác nhau. Tôi cho cái trận thua đội tuyển Mỹ 3-0, người ta khích lệ khen ngợi đội tuyển Việt Nam là có một cái đấu pháp hợp lý. Hợp lý ở chỗ nào? Tức là phải phòng ngự thật chắc, phòng ngự nhiều lớp, nhiều tầng để làm gì? Để chúng ta hạn chế thua. Chắc tôi và chị cũng những người hâm mộ đều nghĩ rằng mình với Thái Lan tức là 5 ăn 5 thua. Thế mà Thái Lan năm 13-0, mình gặp Mỹ không cẩn thận là cũng tỷ số đó. Thế nhưng chính vì những suy nghĩ đó cho nên ban huấn luyện, vận động viên đều đồng tâm hiệp lực thực hiện một cái đấu pháp phòng ngự thật chắc chắn với nhiều tầng, nhiều lớp, sự bọc lót hỗ trợ. Đây là cái điểm tốt nhất của đội Việt Nam chúng ta trong trận gặp Mỹ. Thế còn tinh thần tôi không phủ nhận, và các em nó quá tuyệt vời, quá quả cảm. Thế nhưng phải nói một điều như thế này, khi thắng 3-0 rồi, đội Mỹ họ dừng lại,
Đây là đường đi nước bước của các đội mạnh. Họ không phải chỉ đá với Việt Nam. Ở một trận đấu 13-0 thì cũng chỉ là 3 điểm. Mà 3-0 cũng là 3 điểm, nhưng còn hướng tới trận sau. Và ngược con đường đi, họ là còn hướng đến trận chung kết. Đội nào cũng như vậy thôi. Nên đánh giá một cách hết sức khách quan là các cô gái Việt Nam trận đầu với Mỹ đã thể hiện hết được tinh thần quả cảm, chiến đấu kiên cường, và chúng ta thua tỷ số 3-0 là như vậy là quá đẹp. Vâng, ở trận đấu đầu tiên đó thì có một cái tên mà chắc chắn là chúng ta phải nhắc đến, đó là thủ thành Kim Thanh đã cản phá rất xuất sắc một cú sút penalty, và lại từ một chân sút huyền thoại của bóng đá nữ Mỹ, Alex Morgan. Thì theo ông đánh giá màn cản phá xuất sắc đó của thủ môn Kim Thanh xuất phát từ sự tự tin hay sự may mắn, hay là một yếu tố nào khác mà để thủ thành của chúng ta có thể cản phá xuất sắc được như vậy ạ? Tôi có theo dõi đội tuyển nữ không chỉ ở World Cup này, mà từ SEA Games kể cả gặp các đội Thái Lan, Myanmar là các cái đội đầu bảng của Đông Nam Á, và sau này là Philippines. Trận đấu với Mỹ vừa rồi và sau đó là trận Bồ Đào Nha, thì người vận động viên mà tất cả báo giới và những cầu thủ đội bạn không phải chỉ quả penalty, Kim Thanh ra vào dũng cảm để bắt những quả, thậm chí lăn xả vào chân đối phương không ạ. Thì tôi cho tức là đây là vận động viên tốt, vận động viên có thể nói tức là xuất chúng trong cái nhiều giải đấu vừa rồi. Đây là cái điều mà tôi cho tức là rất đáng mừng. Kim Thanh có thể nói tức là đã cứu thua cho đội tuyển Việt Nam rất nhiều bàn, mà điển hình nhất là quả phạt penalty của một cầu thủ tiền đạo đối phương, như chị đã nói, tức là tuyệt vời. Thế còn thực sự ra mà nói trong đội hình ấy, thì đến bây giờ để mà bình bầu thì tôi nghĩ tức là rất nhiều người giơ tay tức là bầu cho Kim Thanh, vì cái đó là nó bộc lộ trên sân rồi. Đấy là năng lực của Kim Thanh về mặt tinh thần, về mặt phán đoán trong chuyên môn, ra vào tất cả những cái đó, thì đối với tôi làm người chuyên môn thì tôi cũng không có vấn đề gì chê trách với Kim Thanh. Đấy là cái điều mà thế. Thì còn Mỹ họ đá thắng mình 3-0 và Bồ Đào Nha 2-0, những quả như thế thì tôi cho tức là không có thủ môn nào đỡ nổi. Thế thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải khích lệ và động viên đối với những vận động viên có thể tức là đã hoàn thành được nhiệm vụ, đóng góp cái công sức của mình với tập thể đội tuyển, thì tôi cho đây là một cái tấm gương tốt. Vâng, và sau một cái trận đấu được coi là khá thành công trước đội tuyển số 1 thế giới, thì người hâm mộ đang đặt kỳ vọng rất cao vào các cô gái kim cương của chúng ta, rằng chúng ta sẽ có một trận hòa trước Bồ Đào Nha hay thậm chí là một bàn thắng. Vậy thì theo chuyên gia Nguyễn Sĩ Hiển đánh giá, đây là một sự lạc quan hơi quá của người hâm mộ, hay là chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào các cô gái của chúng ta? Tất nhiên mỗi người ở một cái trình độ tư duy khác nhau, nhận thức khác nhau. Có những người phải viết cho nó thật nổi bật lên trong giới truyền thông. Tôi nói ví dụ như đá Bồ Đào Nha, căn cứ đâu anh đặt vấn đề hòa? Căn cứ ở đâu anh có nói tức là thắng? Ở đấy là người ta có thể trả lời lại là tôi muốn như thế. Cái điều đó không ai bắt buộc. Tôi xem cái trận đấu, đấy. Vâng, thế cho nên tức là khuyến khích, khích lệ, động viên là điều nên có. Nhưng cái đó lại còn lồng vào một điều, hãy để cho ban huấn luyện viên người ta có những cái điều đó để giữ cân bằng về mặt thần kinh. Chúng ta chỉ nghĩ Mỹ là đương kim vô địch World Cup và 4 lần vô địch World Cup, nhưng chúng ta hơi mới đầu tức là đánh giá Bồ Đào Nha chưa đầy đủ. Chính vì đánh giá chưa đầy đủ cho nên việc chấp hành cái đấu pháp của huấn luyện viên đề ra, các vận động viên chúng ta cũng lại quên. Chúng ta định song phẳng với Bồ Đào Nha, đó là bài học. Ví dụ như đấy là một cái bài học đánh giá mình, đánh giá đối phương, biết người, biết ta, để từ đó có một cái đấu pháp tốt.
mà tôi cho rằng là chúng ta đá với Bồ Đào Nha là hơi nóng vội. Khi chúng ta thua, chúng ta định dâng lên chúng ta đá. Bồ Đào Nha không phải như Than Quảng Ninh hay là Thành phố Hồ Chí Minh. Thể hình, kỹ thuật, chiến thuật toàn diện hơn mình. Thế là mình định song phẳng với người ta để gỡ hòa. Cả đó không có. Cho nên 20 phút đầu thua 2-0 là chuyện bình thường. Nếu hôm qua Bồ Đào Nha dứt điểm tốt đi nữa thì tỷ số có thể tăng cao. Và nếu không có một thủ môn Kim Thanh rất tốt, cứu được rất nhiều bàn thua. Và thế thì đấy là những cái bài học để chúng ta rút ra trong quá trình làm chuyên môn, cho cả những người làm công tác chuyên môn, cho cả những người mà đặt vấn đề trận tới. Tôi cứ xem nhiều cái bài báo là cũng hy vọng là đội chúng ta phải có bàn vào lưới Bồ Đào Nha. Kỳ vọng hơi cao. Vâng, kỳ vọng hơi cao quá. Sau cái trận đá Mỹ, vâng, Mỹ chúng ta làm được cái gì? Chúng ta có một cái tinh thần, có tổ chức phòng ngự tốt, nhưng tấn công chúng ta không làm được. Thế ngược lại Bồ Đào Nha, chúng ta định làm một cái điều gì cơ? Đáng nhẽ chúng ta phải tổ chức phòng ngự thật tốt như đá với Mỹ. Để từ đó chúng ta dần dần triển khai theo cái ý đồ đấu pháp mà huấn luyện viên đề ra, thì phần nào chúng ta quên đến vấn đề đó. Tôi chắc rằng sau này huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ cùng với toàn đội có những cái rút kinh nghiệm. Đấy là những cái bài học rất lớn. Khi chúng ta đánh giá đối phương sai lầm một tí, họ ở trình độ cao, họ có thể thắng chúng ta 4-5 bàn là chuyện bình thường. Vâng, và trước mắt thì chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa với đội tuyển nữ Hà Lan là đương kim Á quân của World Cup nữ. Vậy thì theo ông đánh giá, đội tuyển của chúng ta nên tiếp cận trận đấu với tâm thế như thế nào? Có lẽ là mỗi một trận chúng ta đều có người xem đã thấy rồi và ban huấn luyện cũng đã thấy rồi. Thì tôi cho tức là còn một trận nữa cuối cùng đá với Hà Lan. Mà đây là một cái đối tượng tôi cho tức là họ có thể cùng với Mỹ để vào tiếp cái vòng 2. Và đấy là điều có thể chắc chắn. Thế cho nên là chúng ta chúc cho đội tuyển nữ thi đấu về mặt tinh thần kiên cường, đá như với Mỹ. Vâng. Cái thứ hai về mặt chuyên môn, điều đầu tiên tôi muốn nói, hạn chế thua. Hạn chế bàn thua. Muốn làm như vậy thì hãy quay lại một cách tức là hết sức tỉnh táo. Đối với ban huấn luyện, đưa ra một cái đấu pháp hợp lý. Đừng bao giờ nghĩ mình ngang hàng với họ. Mình bao giờ cũng phải tổ chức phòng ngự thật chắc, dùng vấn đề phản công vào. Trong phòng ngự thật chắc như vậy, nhiều tầng nhiều lớp, nhưng vấn đề bọc lót phối hợp như thế nào đây? Đây là vấn đề. Tôi cho tức là nếu đá Hà Lan chúng ta rất thoải mái thì các cháu lại làm được điều đó. Chứ thực ra trận Bồ Đào Nha vừa rồi tôi cũng cảm giác tức là từ ban huấn luyện đến các vận động viên hơi căng. Căng là vì mình đánh giá mình không đúng. Thế cho bây giờ đá trận Hà Lan cuối cùng này là để gì? Tinh thần không bao giờ từ bỏ. Chúng ta thua trận này, nhưng thua như thế nào? Đây là một vấn đề. Đối tượng mạnh, đối tượng yếu, ai xem người ta cũng biết rồi. Mình vào đây đã là tuyệt vời rồi. Thế chẳng có việc gì chúng ta phải tức là căng thẳng vào. Nhưng phải đánh giá đúng mình. Từ đó hỗ trợ bọc lót phòng thủ, phản công lúc nào. Đây là cái điều mà tôi và chị cùng tất cả người hâm mộ tức là cầu mong một trận đấu, tức là chúng ta trở về Việt Nam nhưng để lại một cái tình cảm của những cô gái bóng đá Việt Nam bất khuất và có một cái trình độ biết mình, biết ta. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ quý báu của chuyên gia Nguyễn Sĩ Hiển và xin được chúc cho ông luôn luôn có thật nhiều sức khỏe để chúng ta lại tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường World Cup.